Shopping. Hoàng Tú và Linh Hương xin chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại với V Shopping, trao chất lượng, nhận niềm tin. Đó chính là ý nghĩa của việc chúng tôi luôn luôn muốn tìm tòi những sản phẩm thực sự uy tín, chất lượng và giá cả cũng rất phải chăng để tư vấn cho quý vị. Ngay từ đầu chương trình thì Linh Hương cũng muốn chia sẻ một chút xíu là như thế này ạ. Bản thân Linh Hương thì cũng đã từng có những cái lần mà khi mà mình sống ở khu vực phía Bắc á, rồi nhiều nơi mà có cái thời tiết lạnh này, độ ẩm cao này, thì cái hệ hô hấp của chúng ta luôn luôn bị ảnh hưởng rất là nhiều. Ảnh hưởng không phải là vì mình nói nhiều, mình hét nhiều mà nó ho đâu, mà nhiều khi là do thời tiết, do khí hậu, do cái địa hình ở nơi đó, nó làm cho cái thể trạng và cái hệ hô hấp của chúng ta có vấn đề. Thì lúc đó mình rất cần những cái người bạn đồng hành như thế này. Và những cái viên ngậm kiểu này thì ở thị trường có rất nhiều, nhưng hôm nay chúng tôi giới thiệu một cái dòng sản phẩm mà chắc chắn quý vị dùng thử một lần thôi, mình sẽ thấy nó cực kỳ hiệu quả. Chính xác là như vậy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì dòng sản phẩm ngày hôm nay nó được chiết xuất từ thành phần thiên nhiên, với những cái thành phần rất là quen thuộc như là cao cát cánh, cao tía tô, cao lá hẹ hay là cao kim ngân hoa, thì nó sẽ được tổng hợp hết tất cả những thành phần dưỡng chất, dược liệu ở phía bên trong để có thể cho ra những cái viên ngậm rất là tiện lợi như thế này. Đối với những quý vị nào chúng ta thường xuyên làm việc trong môi trường máy lạnh nè, chúng ta nói nhiều nè, chúng ta hoạt động về thanh quản nhiều nè, đôi khi cơ thể của chúng ta trong cái môi trường thay đổi vì thời tiết hoặc là sức đề kháng kém, thì một vài những cái dấu hiệu cơ bản như là chúng ta bị đau họng nè, bị khô họng rồi bị ho, thì lúc này chúng ta cần phải có những cái viên ngậm tiện lợi như thế này để làm sao chúng ta phải khắc phục ngay cái tình trạng này, đừng để nó diễn biến nhiều hơn và nặng hơn. Thì ngày hôm nay quý vị chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Với một đơn hàng 360.000, quý vị chúng ta sẽ có ngay đó chính là 3 hộp viên ngậm ít phế Tuệ Đăng Plus, còn được tặng kèm thêm là 2 chai siro ho. Và với 480.000 thì quý vị sẽ có tổng cộng là 4 hộp viên ngậm ít phế Tuệ Đăng Plus, tặng kèm thêm 4 cái chai siro ho như thế này, cũng đến từ thương hiệu ít phế Tuệ Đăng Plus. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bộ sản phẩm ngày hôm nay nhé. Có thể quý vị sẽ thấy rất quen với cái việc là khi mà mình bị ho này, hay là mình có vấn đề về hô hấp, thì Tú công nhận là chúng ta sẽ đi tìm mua các cái loại viên ngậm, thậm chí là uống siro ho, rồi nặng hơn nữa là chúng ta sẽ uống kháng sinh. Nhưng mà cái đó thì phải theo cái sự chỉ định của bác sĩ nếu mà những cơn ho kéo dài hoặc là hệ hô hấp của chúng ta quá nhiều vấn đề. Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu một cái giải pháp, mà giải pháp này á, mình cũng có thể là dùng thường xuyên được bởi các cái thành phần của nó hoàn toàn từ tự nhiên. Như quý vị biết thì trước đây, đây Hương để lên đây, đây chính là cái hộp ích phế Tuệ Đăng Plus. Hộp này là hộp viên ngậm, tức là bên trong thì chúng ta sẽ có những cái dạng viên ngậm. Trước đây khi mà ho thì quý vị có công nhận là mình sẽ làm các cái cách thủ công, ví dụ chúng ta sẽ lấy vỏ quất hay là mình còn gọi là tắc ở trong khu vực phía Nam, chúng ta sẽ chưng lên đó, cùng với cả mật ong hoặc là đường phèn. Đó thì chúng ta cũng có thể là sẽ giảm thiểu được cái những cái cơn ho này. Đó thì cái vỏ quất nó cũng có cái tác dụng đặc biệt cho cái hệ hô hấp và họng của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy có một trong những cái thứ mà rất hay dùng khi mà bị ho cảm sốt, đó chính là tía tô. Cái tía tô này á thì nhiều khi mình chỉ hơi bị cảm sốt thôi, mình nấu một chút cháo với lá tía tô là mình cũng thấy mũi này, họng của mình nó được thông. Đó thì đây là cái công dụng mà vốn có của những cái loại lá cây quen thuộc mà chúng ta đã từng biết đến. Tiếp đến nữa thì chúng ta còn có, đó chính là một cái phần mà Hương thấy rằng là ngày xưa Hương cũng đã dùng những cái này để mà Hương trưng lên uống với cả giá đỗ, đó chính là lá hẹ. Đó, bình thường mình sẽ dập cái lá hẹ này ra, sau đấy thì mình đun với nước sôi, mình cho một ít giá đỗ vào cùng, và những cái cơn ho của mình lập tức nó sẽ giảm rất nhanh, bởi trong lá hẹ này này nó có một cái thành phần mà giúp cho giảm viêm sưng tấy. Khi hệ hô hấp của chúng ta có vấn đề là họng sẽ tấy lên, thì cái lá hẹ này nó có cái chất đó. Nhưng với cái phần mà hôm nay chúng tôi giới thiệu cho quý vị thì những cái thành phần như là lá hẹ này, vỏ quất này, tía tô này là đều ở dạng cao, có nghĩa là những cái gì Hương vừa nói là ngày xưa mình sẽ phải làm thủ công, làm bằng cách là lấy tươi về đó, và chúng ta thấy rằng là khi mà mình làm như vậy á, thì nó mất thời gian. Và những cái công dụng này thì quý vị cũng đã biết rồi, cao gừng này, ví dụ mình uống gừng nó cũng làm cho ấm bụng này. Và sau đấy thì chúng ta sẽ phân tích từng thứ một cho quý vị xem nha. Ở đây thì đây là những thành phần có trong tất tần tật cái viên uống ích phế Tuệ Đăng Plus này, chúng tôi đã dán hết lên đây. Nhưng cái thành phần chính mà tạo nên hiệu quả nhanh chóng
đó chính là cái cao cát cánh. Cát cánh này thì nó là một cái loại cây mà khi mà sử dụng á, để hiệu quả thì mình sẽ lấy cái phần rễ, phần củ của cát cánh này để sắc. Và bình thường quý vị biết là để khai thác nó lên á, cũng đã là cả một quá trình rồi. Cái thứ hai là sau đấy mình xay nhuyễn này, rồi mình phơi khô này, rồi mình sấy này, rồi mình có thể uống được, thì nó là cả một cái công đoạn cực kỳ là khó khăn. Và riêng cao cát cánh này á, thì nó có rất nhiều công dụng, nhưng đặc biệt với hệ hô hấp thì nó cũng giúp cho chúng ta thấy là nó sẽ thông họng này đó, và nó là tính ôn, cho nên là khi mà mình uống vào mình sẽ thấy là khi họng mình bị sưng lên nó sẽ giảm sưng tấy là một, nó sẽ tan đờm nữa đấy. Chính là cái công dụng của cát cánh. Và nếu như quý vị chỉ cần là ấn cái từ là cát cánh lên thôi là nó sẽ ra rất là nhiều các cái hình ảnh của cây cát cánh này, những cái bộ phận dùng được của cây cát cánh này. Và ở đây thì xin nhấn mạnh với quý vị là cao lá hẹ, cao cát cánh, rồi thậm chí là cao tía tô và cao gừng là những cái thành phần chính làm nên cái công dụng hiệu quả rất nhanh khi mà chúng ta ngậm cái viên ích phế tuệ đăng plus này. Cuộc sống hiện tại bây giờ mọi người luôn hướng tới là chúng ta sử dụng những cái loại dược liệu làm sao nó phải là từ chiết xuất từ thiên nhiên mới tốt cho sức khỏe. Và đặc biệt hơn là đối với dòng sản phẩm này thì nó sẽ không có hương liệu, thứ hai nữa là sẽ không có chất phụ gia, không có hóa chất nông nghiệp và không nhiễm độc kim loại. Như vậy thì nó sẽ không gây ra cái tác dụng phụ trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Và ngoài ra thì mình có thể sử dụng lâu dài và thường xuyên. Bởi vì sao? Bởi vì với một hộp như vậy chúng ta có tổng cộng là 3 vỉ. Mỗi một vỉ sẽ bao gồm là 10 viên. Như vậy tổng cộng là một hộp chúng ta có 30 viên. Thì đối với người lớn đó quý vị, người lớn thì mình có thể ngậm một ngày khoảng tầm độ 4 viên. Và trẻ em từ 6 tuổi trở lên thì ngậm khoảng 3 viên. Thì khi mà chúng ta thấy là trong cơ thể hoặc là thanh quản của mình, hoặc là cái phần khoang mũi của mình nó hơi rắc rác, nó hơi khô nhẹ một chút xíu là chúng ta đã có thể sử dụng ngay được rồi. Để làm sao? Để những cái thành phần dược liệu ở trong cái viên bổ phế tuệ đặc plus này nó sẽ bắt đầu thẩm thấu vào trong cơ thể của chúng ta, sẽ cải thiện được ngay. Như vậy thì chúng ta cần phải bỏ trong túi của mình những cái hộp hay là những cái vỉ viên kẹo ích phế tuệ đăng như thế này. Với đơn hàng 360.000 mình có tổng cộng là 3 hộp như thế này, còn được tặng kèm thêm là 2 chai siro ho. Còn 480.000 mình có tổng cộng là 4 hộp, tặng kèm thêm 4 cái chai siro ho như thế này, cũng đến từ thương hiệu ích phế tuệ đăng plus. Như vậy là tất cả chúng ta sẽ cùng đặt hàng như thế nào ạ? Đơn giản là gọi về 1900 4780 hoặc truy cập vào website vshopping.com.vn đặt hàng trực tuyến quý vị nha. Viên ngậm ích phế tuệ đăng lựa chọn 1, 3 hộp, mỗi hộp 30 viên, mức giá là 360.000 đồng, nhận ngay quà tặng là 2 lọ siro bổ phế tuệ đăng 80ml một lọ. Lựa chọn 2, 4 hộp, mỗi hộp 30 viên, mức giá là 480.000 đồng, quà tặng 4 lọ siro bổ phế tuệ đăng, 1 lọ 80ml. Viên ngậm ích phế tuệ đăng, chiết xuất từ thảo dược, cao cát cánh, cao lá hẹ, cao tía tô, cao kim ngân hoa, cao mạch môn, cao vỏ quất, cao gừng, bột đông trùng hạ thảo. Viên ngậm ích phế tuệ đăng, không đường, không hương liệu, không chất phụ gia, không hóa chất nông nghiệp, không nhiễm độc kim loại, hỗ trợ bổ phế, hạn chế ho, giảm tăng tiết đờm, làm ấm đường hô hấp, giảm đau rát họng, khản tiếng do ho kéo dài. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Wow, không biết là quý vị đã đặt hàng chưa ạ? Tại vì đây là một trong những cái sản phẩm mà có lẽ rất là cần thiết đấy. Đặc biệt là với những cái khu vực nào mà thường xuyên có những cái thời tiết ẩm này, lạnh này, và vào mùa đông của miền Bắc này, hay thậm chí là Đà Lạt này, rồi những cái vùng Tây Bắc chẳng hạn, là chúng ta thấy có những cái trận rét mà rét khủng khiếp luôn á. Và lúc đấy thì cái hệ hô hấp của mình nó lập tức có vấn đề ngay. Hệ hô hấp của chúng ta có vấn đề vì sao? Vì phổi của chúng ta đã phải làm việc quá tải đấy. Quý vị cũng biết là nếu như mà những cái bệnh liên quan tới viêm phổi mà nó
diễn ra ấy, thì sống chung với nó quả thật rất là mệt mỏi. Và đừng để đến cái lúc mà phổi bị viêm. Tại vì khi chúng ta chỉ có những cơn ho nhẹ hay là mình bị hơi sụt xịt sổ mũi tí xíu thôi, thì mình cũng nên cân nhắc tới những cái trường hợp ví dụ như mình ngậm những cái viên như thế này. Thứ nhất là nó sẽ làm thông họng này, thông cái đường thở của mình này, tốt cho hệ hô hấp của mình này, thì nó sẽ không dẫn tới tình trạng là ho kéo dài. Bởi vì khi mình ho kéo dài á, thì bắt đầu phổi của chúng ta nó mới quá tải, nó mới bị tổn thương, và nó sẽ luôn luôn trong tình trạng là mình ngủ mình cũng phải thở bằng mồm chẳng hạn như vậy. Thì là mình sẽ hít tất cả những cái luồng khí, nhiều khi là khí độc hại này, đúng không, vào trong phổi của mình là cũng không tốt. Và cái viên nó tròn xoe như này nếu quý vị rất là xinh luôn đó. Và khi mình lấy cái viên này ra, mình sẽ ngửi thấy ngay những cái mùi thảo dược từ thiên nhiên, đặc biệt là sẽ thấy một cái vị hơi the the nhẹ. Cái the này là từ vỏ quất, từ lá hẹ nha, chứ nó không phải là cái mùi the bạc hà như là chúng ta vẫn từng ngậm những cái viên kẹo ngậm thông thường, thì nó chỉ the là the có cái mùi vậy thôi. Chứ còn cái công dụng thực sự đối với cái việc làm tan đờm hay là hỗ trợ giảm những cái cơn ho kéo dài, rát họng, khô họng thì chắc chắn là nó sẽ không nhiều bằng ích phế tuệ đăng plus ngày hôm nay. Bởi vì nó có quá nhiều những cái thành phần từ thiên nhiên như vậy, cho nên chúng ta thấy rằng là cái công dụng nó sẽ tăng lên. Và như quý vị biết thì nếu như mình uống những cái sản phẩm mà từ thành phần thiên nhiên thì chúng ta yên tâm vô cùng, nó không phải là thuốc, cho nên mình cũng không lo là có tác dụng phụ như Hoàng Tú đã nói từ ban đầu. Và những cái thành phần này thì quá là quen thuộc rồi, toàn từ những cái mà nói ra quý vị biết ngay, đặc biệt là cao lá hẹ là thành phần chính này, cao tía tô này, cao cát cánh này và cao kim ngân hoa. Đó, bốn cái này mà kết hợp với nhau thì công dụng phải nói là rất tuyệt vời. Ừ, chính xác là như vậy. Và đặc biệt là trước đây Tú vẫn thường xuyên hay bị những cái triệu chứng, ví dụ như là do mình ngủ máy lạnh nhiều, thì sáng dậy ta nói là cái khoang mũi của mình cảm thấy là mình bị nghẹt mũi nè, rồi đôi khi cổ họng của mình bị hơi bị rát một chút xíu, hơi bị khô. Rồi đối với những quý vị nào thường xuyên bận bịu quá, mình không có gọi là tắm sớm, mình hay thường hay tắm đêm á, đó thì cũng sẽ gây ra cái triệu chứng là viêm phổi chẳng hạn, rồi phổi có nước đó. Như vậy thì ví dụ trong trường hợp quý vị chúng ta có cái thói quen tắm đêm đi, thì khi tắm xong quý vị lau khô người, mình ngậm thêm một cái viên kẹo ngậm như thế này nữa, thì sẽ giúp một phần là cân bằng, thứ hai nữa là sẽ cung cấp được một ít đường nè, rồi sẽ bổ phổi nè, rồi giúp cho phổi của chúng ta trở nên ấm hơn nè. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ kết hợp với những cái giải pháp khác, ví dụ như là giữ ấm cái phần cổ của chúng ta, hoặc là mình mặc ấm hơn một chút xíu nữa, thì cũng sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là nhiều trong việc chúng ta hạn chế những cái triệu chứng ví dụ như là ho có đàm, ho khan hoặc là bị viêm phổi quý vị nhé. Rồi bây giờ đây, để có một cái cảm nhận rõ hơn thì cho phép Tú được tháo cái hộp này ra ha. Rồi mình xem ở phía bên trong, nó như thế nào. Đầu tiên là được bảo quản và đóng rất gói là kín đáo, rất là kỹ luôn. Đây, đó, đây là một cái hộp gọi là một cái phần giấy bạc ở phía bên ngoài để đảm bảo là sản phẩm luôn luôn trong trạng thái được bảo vệ tốt nhất ha. Ở phía bên trong thì có giấy hướng dẫn nè, nếu như quý vị nào mà chúng ta không có kịp theo dõi chương trình ngày hôm nay á, thì quý vị cũng có thể đọc thêm cái giấy hướng dẫn này, cái liều lượng nó làm sao, thành phần nó như thế nào. Ngoài ra chúng tôi cũng cam kết luôn là cái chiết xuất thành phần là 100% từ tự nhiên và không có những cái loại phụ liệu hoặc là những cái chất gọi là những cái thành phần kim loại ở phía bên trong sản phẩm ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình xé cái phần bao bì này ra nè. Đó, đóng gói như thế này là bảo quản được rất lâu nha quý vị nha. Và luôn luôn trong trạng thái là khô ráo kín đáo. Ba vỉ kia, mỗi vỉ 10 viên phải không Tú? Đây là ba vỉ nha quý vị nha. Mỗi một vỉ như vậy là 10 viên. Như vậy chúng ta có tổng cộng là ba vỉ là 30 viên. Đối với người lớn thì mình có thể ngậm là 4 viên mỗi ngày. Còn trẻ em từ 6 tuổi trở lên thì mình ngậm 3 viên cũng được quý vị ha. Rồi, ở phía đằng sau có những cái lớp giấy bạc như thế này. Tú lận ra một viên nè. Xem cái mùi vị nó thế nào này, tả cho các khán giả nào. Đầu tiên á, thì khi ngậm vào á, mình nghe cái mùi gọi là cái mùi thảo dược. Đúng rồi, gọi chung là thảo dược. Bởi vì nó có những cái thành phần ví dụ như là cao cát cánh nè, cao tía tô, rồi cao lá hẹ, rồi cao kim ngân hoa. Và rất là khác biệt đối với những cái loại kẹo ngậm mà Tú đã từng ngậm thông thường trước đây. Ví dụ như là những loại kẹo ngậm từ bạc hà chẳng hạn, thì mình ngậm vào đầu tiên là cái vị bạc hà, cái hương vị bạc hà. Thứ hai nữa là cái độ ngọt giống như là những cái viên kẹo. Còn ở đây thì nó có một cái độ ngọt nhẹ, nhưng cái thành phần dược liệu nó chiếm cái tỷ lệ cao hơn. Cho nên là mình cảm nhận rõ hơn. Ngậm nó có hơi bị the the, hơi bị cay cay một chút xíu, cái rồi cái hơi bị nhẫn một chút xíu nữa. Cho nên là tôi nghĩ rằng đối với những cái thành phần này rất là quen thuộc đối với những quý vị nào đã từng uống qua những cái loại nước được chiết xuất từ cao cát cát cánh, tía tô hay là lá hẹ, thì quý vị sẽ cảm nhận rất là rõ về cái hương vị của dòng sản phẩm ngày hôm nay. Chúng ta thấy là trên
trên cái bao bì của sản phẩm thôi cũng đã in rất rõ những cái công dụng rồi, thậm chí là các cái thành phần chính. Ví dụ quý vị nhìn ở đây sẽ thấy cái tên này, Ích Phế Tuệ Đăng Plus đã đành rồi, và có cả hình là một em bé ngồi đây. Tại sao lại như vậy? Tại vì sản phẩm này hoàn toàn phù hợp cho trẻ nhỏ. Những cái thành phần chính này, hẹ này, gừng này, quả quất này, quý vị có nhìn thấy không, được in ở đây luôn, để chúng ta biết đây là những cái thành phần rất quan trọng kết hợp với nhau thì nó sẽ cho ra một cái viên như thế này, và còn rất nhiều thành phần khác nữa. Hỗ trợ gì đây ạ? Đây, bổ phế này, đó, hệ hô hấp của chúng ta đúng không nào, hạn chế ho này, rồi giảm tăng tiết đàm đờm đấy quý vị, có nghĩa là ví dụ như đờm mà bị sinh tăng nhiều quá mình ngậm cái này vào nó cũng tan dần đi. Đó, rồi sẽ giúp cho các cái vấn đề như là đau rát họng này, khàn tiếng này, do là mình hoạt động về cái cổ họng quá nhiều đi, ca sĩ này, rồi người dẫn chương trình này, đó, rồi là giáo viên này. Nhưng mà hôm nay chúng tôi bán với cái số lượng rất là nhiều, chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn trong khung giờ mua sắm hôm nay tại VShopping nhé. Quý vị phải thật chú ý, tại vì là hai sự lựa chọn này tưởng là không khác nhau là mấy, nhưng thực ra là khác nhau rất nhiều. Bởi vì nếu như chúng ta lựa chọn 3 hộp á thì mình sẽ có là 90 viên để sử dụng, đúng không nào? 90 viên ngậm, và chúng tôi sẽ tặng thêm cho quý vị là hai chai siro với những cái thành phần ở bên trong nó y chang như cái viên ngậm kia, nhưng mà nó là dạng siro cho nên là trẻ con uống cũng sẽ rất là thích hơn. Và chúng ta cũng sẽ tiện lợi trong những cái lúc mình không muốn ngậm thì mình có thể là sử dụng siro cũng được. Còn lựa chọn thứ hai là gì Tú nhỉ? Lựa chọn thứ hai với đơn hàng là 480.000 thì quý vị chúng ta có tổng cộng là 4 hộp, 4 hộp Ích Phế Tuệ Đăng Plus như thế này, và quý vị sẽ được tặng kèm thêm quà tặng là 4 chai siro cũng là đến từ thương hiệu Ích Phế Tuệ Đăng. Thì với những cái chai siro như thế này, nhà của mình có trẻ nhỏ thì mình cho các bé uống nó dễ hơn. Ví dụ trong trường hợp là các trẻ nhỏ của chúng ta gặp vấn đề bị ho, bị sổ mũi hoặc là bị đau họng chẳng hạn, thì mình có thể sử dụng theo liều lượng hướng dẫn của sản phẩm thì các bé cũng cải thiện được rất là nhiều. Mình sử dụng thường xuyên không sao quý vị ơi, bởi vì sản phẩm này nó có cái liều lượng và đặc biệt hơn là thành phần hoàn toàn từ tự nhiên, nên mình hoàn toàn an tâm là không có tác dụng phụ. Viên ngậm Ích Phế Tuệ Đăng, lựa chọn 1, 3 hộp, mỗi hộp 30 viên, mức giá là 360.000 đồng, nhận ngay quà tặng là 2 lọ siro bổ phế Tuệ Đăng 80ml một lọ. Lựa chọn 2, 4 hộp, mỗi hộp 30 viên, mức giá là 480.000 đồng, quà tặng 4 lọ siro bổ phế Tuệ Đăng, 1 lọ 80ml. Viên ngậm Ích Phế Tuệ Đăng, chiết xuất từ thảo dược, cao cắt cánh, cao lá hẹ, cao tía tô, cao kim ngân hoa, cao mạch môn, cao vỏ quất, cao gừng, bột đông trùng hạ thảo. Viên ngậm Ích Phế Tuệ Đăng, không đường, không hương liệu, không chất phụ gia, không hóa chất nông nghiệp, không nhiễm độc kim loại, hỗ trợ bổ phế, hạn chế ho, giảm tăng tiết đờm, làm ấm đường hô hấp, giảm đau rát họng, khản tiếng do ho kéo dài. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Như vậy là trong khung giờ ngày hôm nay, Hoàng Tú và Linh Hương đã tư vấn cho quý vị trên VShopping một sản phẩm mà có thể nói là rất cần thiết, đặc biệt là cho những ai quan tâm tới việc bảo vệ cho hệ hô hấp. Thực ra thì không phải là có một đối tượng riêng nào mới bảo vệ hệ hô hấp của mình đâu, mà tất cả chúng ta nên có cái thói quen như vậy. Dù mình là nam là nữ, nhỏ tuổi, lớn tuổi thì mình đều có cái ý thức bảo vệ hệ hô hấp. Và hôm nay thì chúng tôi đưa đến một cái giải pháp mà Hương nghĩ là nhà nào cũng cần đấy. Và thưa quý vị, chúng ta mua như là một cái giải pháp để có thể phòng những cái triệu chứng mà chúng tôi vừa nêu, chỉ cần đầu tư 360.000, mình có tổng cộng là 3 hộp, rồi mình được tặng kèm thêm là 2 chai siro ho nữa. 480.000, mình có tổng cộng là 4 hộp, được tặng kèm thêm là 4 chai siro ho, từ người lớn, người già cho đến trẻ nhỏ đều có thể sử dụng được quý vị ha. Và như vậy thì chúng ta đặt hàng như thế nào ạ? Đơn giản thôi, gọi về cho VShopping của chúng tôi theo số là 1900 4780, hoặc truy cập vào trang web vshopping.com.vn đặt hàng trực tuyến ạ. Chúc mừng những ai đã đặt hàng thành công. Hãy yên tâm là đến với VShopping, chúng tôi sẽ trao chất lượng và nhận lại niềm tin từ quý vị. Còn bây giờ thì thời lượng cho sản phẩm này xin được kết thúc. Hoàng Tú và Linh Hương xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở những sản phẩm kế tiếp. VShopping.